Con cừu này vừa sinh ra đã không giống những con khác, khi cừu mẹ đến gần thương yêu nó lại cắn mẹ một phát. Rất rõ ràng, con cừu này đã trở thành zombie, nó bắt đầu ăn người. Tại một thị trấn nhỏ, ba người này đang tìm phóng viên tóc xoăn. Khi họ lên xe chuẩn bị rời khỏi, anh này bỗng phát hiện một con cừu đến gần xe, nó nhe nanh múa vuốt trước mặt anh ta. Anh này phản kháng điên cuồng, chặn cổ nó lại kịp thời, nhưng con cừu điên này lại cúi đầu cắn vào chân anh ta. Anh này cố gắng mở cửa xe, leo ra xe sau, chỉ còn con cừu điên tại chỗ ghế lái, đằng trước là bờ vực. Thấy họ sắp rơi xuống tới nơi, ba người mau chóng nhảy khỏi xe, con cừu điên bị rơi xuống theo chiếc xe. Kết quả không nói cũng biết, ba người tiếp tục lên đường. Anh tóc đen cảm giác có gì đó không ổn, anh ngồi xuống cởi giày ra, cảnh trước mắt khiến anh ta hốt hoảng, chân của anh ta đã biến thành chân cừu. Ngay lúc này, một đàn cừu điên chạy đến từ đằng xa, ba người thấy không ổn liền co chân bỏ chạy. Họ trốn vào một nhà kho này là một phòng thí nghiệm, bên trong có một con cừu điên đang bị treo lên, mặt mũi hung dữ, răng nhọn hoắt, người bên trong đang lấy cừu để thực hiện thí nghiệm xấu xa, có vẻ đây là lý do bọn cừu cắn người. Một mặt khác, người đàn ông này lén ăn cắp một sản phẩm thí nghiệm, ông ta muốn lấy nó làm chứng cứ để tố cáo nông trại thí nghiệm xấu xa này, nhưng trên đường bỏ trốn ông không cẩn thận làm rơi vỡ cái lọ, không ngờ sản phẩm thí nghiệm trong lọ không chết mà còn cắn ông ta một miếng, muốn nuốt lấy ông ta. May là ông ta cố hết sức lôi con cừu điên xuống ném qua một bên, mà không biết rằng ông ta đã bị nhiễm virus rồi. Khi ông ta nhìn thấy con thỏ bên cạnh, liền bắt lấy nó rồi ăn sống. Rất nhanh ông ta cũng đã tỉnh táo lại. Ông đến bên đường chặn một chiếc xe lại, mà anh ta không ngờ rằng người đàn ông này là người cầm đầu màn thí nghiệm sinh hóa này. Ông nói chuyện với người đàn ông này, nhưng người đàn ông này không thèm quan tâm anh ta tức giận, liền cắn vào tay của người đàn ông này, sau đó biến mất. Bây giờ anh ta bắt đầu ăn thịt người rồi sao? Con cừu này vừa kêu be be một tiếng, liền có một đàn cừu điên chạy đến. Bầy cừu xông vào đám người, gặp người liền cắn, vô cùng hung dữ. Bầy cừu này không ăn cỏ mà chỉ ăn thịt người. Người đàn ông này chính là đầu tiêu của tội ác này. Ông ta quay trở lại phòng thí nghiệm, phát hiện nhóm ba người lúc nãy đã đột nhập vào. Anh tóc đen định tấn công, liền bị tiêm thuốc mê. Anh ta chỉ đành ở lại mặc người ta làm hại. May là hai người còn lại đã thoát khỏi phòng thí nghiệm. Hai người vừa chạy ra khỏi đầm rồng, liền rơi vào hang hổ. Họ bị đám cừu điên tấn công. Không may lại rơi vào kho phế liệu, bên trong toàn là những con cừu chết do thí nghiệm thất bại. Hai người bò theo đường hầm bên trong ra ngoài, trong một căn phòng bò hoang nhỏ, họ gặp một con cừu điên siêu to khổng lồ. Từ bộ quần áo của con cừu, họ nhận ra đây là anh phóng viên tóc xoăn bị mất tích, nhưng ông ta đã hoàn toàn biến thành cừu, vốn dĩ không nhận ra bọn họ, mà mặt khác anh tóc đen đã chở chuột bạch thí nghiệm cho họ. Nhà khoa học nữ tiêm thuốc thành cừu cho anh ta, sau đó tiêm thuốc giải khiến anh ta vừa là người vừa là cừu. Mà khi nhà khoa học này rời khỏi phòng thí nghiệm, bên ngoài toàn là bọn cừu biến dị. Cô vừa chạy vừa bị cừu điên rượt, bên ngoài thảm thiết như thế nào không cần phải nói. Lúc này hai người đuổi đến buổi công bố của tên đầu têu, lúc này anh ta đang thể hiện sự thuần hóa cừu của mình. Con cừu này đặc biệt nhất, chỉ cần nó kêu be be một tiếng đã thu hút một đàn cừu điên xông đến, thấy người là cắn, vô cùng hung dữ, khách mời đều bị bọn nó dọa bổ nhào ra đất, khung cảnh vô cùng hỗn loạn, chỉ có một người là không bị gì cả, đó chính là tên đầu têu, bọn cừu điên không hề đụng vào hắn. Lúc này, cánh tay bị ông tóc xoăn cắn của anh ta đã biến thành móng cừu, anh ta cũng đang dần bị biến thành cừu, tay của anh ta đã biến thành móng cừu. Rất nhanh, bà ngoại lái xe đến đón hai người còn lại, nhưng mà tên đầu têu vẫn còn ở nhà, anh ta cắt điện thoại không có tín hiệu, nông trại bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, mà căn phòng nhỏ dưới lầu đã bị bầy cừu điên bao vây. Tên đầu têu từ từ đi qua bầy cừu, cừu điên sẽ không tấn công anh ta. Anh ta đã mất đi lý trí bắt đầu phá hỏng mọi chuyện, anh ta muốn phát tán loại virus này để mọi người đều biến thành cừu điên giống anh ta. Hai người hoảng hốt sợ hãi, họ phải ngăn anh ta lại, nhưng mà làm sao để đi qua bầy cừu điên đây? Thế là anh ta nghĩ ra một cách, anh ta khoác da cừu bò qua đó. Tưởng rằng mọi chuyện đã thuận lợi, nhưng đang bò, một con cừu bỗng đạp lên anh ta, khiến cho tấm da rơi xuống. Bọn cừu điên đã chú ý đến anh, nhưng mà không hề tấn công anh ta. Thì ra anh ta cũng đã bị cừu điên cắn trúng, anh ta cũng đã bị nhiễm virus. Khi anh ta tìm được tên đầu têu, anh ta đã hoàn toàn hóa thành cừu điên, vô cùng hung dữ. Anh ta phải cố hết sức mới ngăn được tên đầu têu. Tên đầu têu kêu giống không ngừng, đầu của anh ta đã biến thành đầu cừu, quần áo cũng bị lông cừu xé rách. Rất rõ ràng, anh này không phải là đối thủ của anh ta mau chóng chạy ra ngoài. Lúc này chú chó chăn cừu chạy đến, tạm thời khống chế được tên cừu điên. Bỗng một chiếc xe chạy đến, trên xe có một người nhảy xuống, bắt lấy hắn, mà người này là anh tóc đen đang bị nhốt tại phòng thí nghiệm. Anh ta không chỉ thoát ra khỏi đó, mà còn lén trộm thuốc giải bệnh cừu điên. Anh tóc đen giúp anh tóc vàng chữa bệnh cừu điên. Tên đầu têu cũng trở lại làm người, nhưng mà anh ta vẫn không chịu ngừng u mê, anh ta vẫn tưởng mình là cừu điên, liền từ từ đi về phía họ. Anh ta muốn ra lệnh cho đám cừu tung hoành thế giới cùng mình, nhưng mà lại bị đám cừu điên cắn xé thảm thiết. Đây không phải là điển hình của việc tự tìm cái chết sao? Ăn no xong bọn cừu quẩy đít bỏ đi, anh tóc vàng bật lửa ném vào đó, lập tức một trận nổ lớn xảy ra. Sau đó, hai người họ tiêm thuốc giải bệnh cừu điên cho những người bị nhiễm bệnh, họ cũng hồi phục lại hình dáng, mọi thứ đã trở nên bình yên như lúc đầu, cô gái cũng yêu chàng trai, họ cùng nhau sống những ngày tháng hạnh phúc tại nông trại. Hôm nay đến đây thôi, kỳ sau gặp lại nhé.